Ê, khoan đã. Đây đâu phải Việt Nam mình những ngày bao cấp thời Covid-19 năm thứ hai đâu. Alo, alo, xin chào mọi người. Lại là Quang đây. Hôm nay mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện này. Cảnh báo trước, đây là câu chuyện cười, kinh dị nhá. Câu chuyện bắt đầu vào năm Covid thứ hai, mà theo cách gọi của thế giới là năm 2021 đấy. Một buổi sáng đẹp trời tháng 6, mình nhận được kết quả khám sức khỏe từ bệnh viện. Và cơn ác mộng đen tối của một thằng tiên quang bắt đầu là khi... À, phải khám sức khỏe à? Cái gì đây? Acid uric, men gan, cholesterol. Sao bị cao vậy? Kết luận, có nguy cơ cao bị gút, gan nhiễm mỡ và máu nhiễm mỡ cấp độ 2. Đề nghị điều chỉnh ngay cho sinh hoạt, hạn chế ăn đồ nhiều đạm, nhiều và nhiều dầu mỡ. Tuyệt đối kiêng rượu bia và thường xuyên tập thể dục thể thao để cải thiện sức khỏe. Ôi ôi, từ mai làm online, giãn cách xã hội. Xong, đời thằng Quang này coi như bỏ. Người ta thường nói, trong bối cảnh nào, thời đại nào thì thế giới này vẫn luôn có hai kiểu người: ăn hành và không ăn hành. Và tiệc buffet hành của mình đã bắt đầu như thế. Alpha Male còn được gọi là phòng gym online của thế hệ những người đàn ông dẫn đầu, do ba người anh công tác tại công ty cổ phần thương mại Điễu Năm Sao là anh Chu Văn Tuấn, anh Nguyễn Đại Hưng và anh Đặng Văn Thành sáng lập, với mong muốn tạo ra môi trường giao lưu kết nối, rèn luyện thể dục thể thao mỗi ngày và là nơi hội tụ những người đàn ông dẫn đầu về sức khỏe, kỷ luật, thành công và giàu có. Thành lập từ tháng 5 năm 2019, sau hơn 2 năm hoạt động, câu lạc bộ đã mở rộng quy mô ra 4 chi nhánh: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 100 anh em trên khắp cả nước. Tuy ý tưởng xuất phát từ bàn nhậu, nhưng hãy gọi Alpha Male là những chiếc ghế vì độ chất chơi khỏi phải bàn. Không phải ai cũng đủ điều kiện để gia nhập và cũng đủ bản lĩnh, kiên trì để chủ động nhóm đâu nhé. Quay lại những ngày đầu tiên, ta nói nhức cái nách, theo đúng nghĩa đen luôn. Chống đẩy được hơn 10 cái là đã thở bằng tai rồi. Trong khi tiêu chuẩn tối thiểu cho mỗi người mới bắt đầu là 30 ngày chống đẩy, rồi plank 1 phút hoặc gập bụng 20 cái. Sau vài ngày đóng họ nhẹ nhàng với 200.000 trên một lần nộp muộn và 500.000 trên một lần trốn tập, thì tới ngày thứ tư, mình bắt đầu vào khuôn khổ, nếu không muốn out khỏi nhóm. Đàn ông mà, bỏ cuộc sao dễ thế được. Đầu tiên là tập dậy sớm từ 7 giờ, rồi 6 giờ 30, rồi 6 giờ cho kịp nộp bài trước 7 giờ sáng. Tới ngày thứ 7 thì mình bắt đầu theo được cái guồng quay, và như người ta vẫn thường nói, cần ít nhất 21 ngày để hình thành một thói quen mới. Thì giờ đây mình đã có thêm một, à không, vài thói quen tốt: ngủ sớm này, dậy sớm này, sinh hoạt điều độ này, ăn sáng healthy cùng Herbalife này. Chăm vận động hơn, sống có kỷ luật, giờ giấc hơn và biết suy nghĩ tích cực hơn nữa, từ những câu slogan của nhóm mỗi sáng như: có điều ai bảo Alpha Male chỉ giúp mình chăm chỉ thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe thôi thì xin khẳng định đó là tào lao nhé. Mùa dịch, không những bọn tôi vẫn nộp video tập luyện qua Zalo đều, mà còn làm thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng cơ. Đầu tiên là trích quỹ động viên những em có hoàn cảnh khó khăn trong nhóm này, sau là ủng hộ tâm dịch Bắc Giang 5 triệu đồng và ủng hộ quỹ vaccine phòng chống Covid-19 của nhà nước 5 triệu đồng nữa. Kể ra từ ngày tham gia Alpha Male, mình cũng làm được nhiều việc có ích phết đấy chứ. Năng lượng tích cực không tự sinh ra mà nó cũng không tự mất đi. Tốt hết là nên chuyển từ người này sang người khác. Và đó cũng chính là lý do mà Quang làm vlog nhật ký mùa dịch này. Và hy vọng là tình hình sẽ sớm bình trở lại để các anh em trong câu bộ được gặp gỡ nhau, được họp team và để cùng nhau ngồi lại bàn những kế hoạch cho những dự án sắp tới. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem vlog tới phút cuối cùng này. Và đừng quên bình chọn cho video để giúp Quang thực hiện hóa được giấc mơ cùng Alpha Male giật giải cuộc thi, lan tỏa năng lượng tích cực lần 2 nhé. Cố lên Việt Nam ơi, mình nhất định chiến thắng được đại dịch. Covid nhanh đi đi. Covid ơi, mọi việc chậm lại như giấc mơ không tan. Động lực vượt qua sóng như đam mê. Nước dịch cháy.